phân đông bác nhỉ. Ô, nó phải kín như thế này. Đấy. Đấy. Kín cầu như này. Kín cầu như thế này thì nó mới không bị thối ấu trùng với lại bị sâu bánh tổ. Không sâu bánh tổ. Đây nhá. Có ông được bác này. Có. Ông được này sắp chia đàn à bác hay là tương yếu? Nhiều ông được phết đây. Đây, tầng mặt từ đây lên đây. Đấy, vâng. Mặt đấy nhá, bắt đầu tới đây nó bắt đầu mùa hoa vải hoa nhãn thì bắt đầu nó dày nên nó bắt đầu phết mạng trắng, chốc sẽ có cho những cái đàn phết mạng mà nhìn thấy. Thì bắt đầu người ta chỉ quay đầu có từ đây đến đây là có mặt, còn từ đây trở xuống đến đây là quân, à gọi là nhộng. Nhộng thì cái sườn đây là bắt đầu là bao giờ là có ong đen, trứng của ong đen. Vâng. Đấy. Đây. Như cái tổ này là mình có cần bao giờ thì mình lao được cầu mới vào bác? Ví dụ như cái tổ này mà tới mình... đây tức là bắt đầu chuẩn bị hoa bắt đầu nở thì là đàn này bắt đầu là lao cầu này. Vâng. Là sẽ bốn cầu này. Bốn cầu cho thêm một cầu nữa. Ừ, cho một cầu. Một cầu cho nữa cầu thì phải cho thế này. Cho cầu thì cho ra đây. Đấy. Cái cầu mới tức là chỉ gọi là chân thần ấy thì phải đút ra đây. Thì vâng. Nó cách một cái này thì bắt đầu ở đây cái thì là bắt đầu mình không cần cho ăn nữa. Vâng. Bắt đầu là lúc đấy bắt đầu là nó tự nó đi lấy, bởi vì cái nguồn mật của nó đủ rồi thì phấn hoa là nó lấy về cái là nó bắt đầu là thế, nó thế lấy cầu. Có nghĩa là cái cầu này nó phải vít nắp thì mật vít nắp mình mới cho vào bác? Không. Không cần. Tức là khi nào bắt đầu có phấn hoa nhiều ấy, cái quân này bắt đầu nó mới bám ở cái thành của cái vách ngăn này nó nhiều này. Và nó lên trên mặt này là nó cái kiểu đông quân nó nóng ấy, nó đòi hỏi là phải xây cầu ấy. Thì bắt đầu là mình lao cầu vào đây, đặt vào cái khe này. Chứ đừng đặt bên ngoài cho vách ngăn mà phải đặt ở đây cách một cầu. Thì đặt ở giữa này thì nó sẽ xây. Nếu đặt ở trong này được bác? Không, phải đặt ở đây thì nó mới xây. Chứ nếu đặt trong này thì là nó hóa thành giống thùng. Vâng. Buộc vẫn trong vách này thì phải để được hai cầu. Mình cho vào cầu thứ ba này. Vâng. Còn một cầu thứ tư này là coi như mình là có mặt rồi thì có quân rồi cứ để nguyên không ấy, không cần đúng ấy. Đấy. Đây là nó cũng xây tầng láo này nè. À, đấy. Đấy. Quân mà bỏ như thế này thì làm sao mà thối ấu trùng được. Vâng. Đấy. Cái này mình có phải thường xuyên kiểm tra không bác? Có chứ. Cái đàn này phải độ tháng này tôi đã có kiểm tra rồi. Rơi không đấy rồi sau nó lại ăn mật lại bác. Bắt đầu cái kiểu xé cái thùng của nó ra, cái tân tầng của nó có mật nó là nó ra nó. Nó gọi là động đàn mà. Cái xé cái chân tầng của nó, cái cầu của này nó có cái chân tầng. Lúc ông xem này bác có sợ nó chia đàn không bác? Có chia đấy, nhưng mình không đánh. Cái này nó đang đòi hỏi xây chân tầng này. Đấy. Vâng. Bắt đầu hiện tượng có lưỡi mèo này là mình... bắt đầu là gọi là nó đòi hỏi xây chân tầng. Thì nếu như mình đi vào cái đàn này mà lao chân tầng là bắt đầu là nó sẽ xây như này. Vâng.